Sau khoảng thời gian úp mở, nhóc tỳ nhà Bảo Thi chính thức lộ diện. Hình ảnh về nhóc tỳ nhà Bảo Thi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của netizen. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Chi Bảo đã đăng tải loạt khoảnh khắc cùng nhau tổ chức sinh nhật một tuổi hoành tráng cho con trai cưng, Gia Khang tại một khu resort sang trọng. Buổi mừng tuổi mới của nhóc tỳ hào môn có nhiều sao Việt đến góp vui. Trong số đó nổi bật là vợ chồng Bảo Thi, vợ chồng Bình Minh, diễn viên Kim Thư. Đặc biệt công chúa bong bóng và đại gia Phan Lĩnh còn hiếm hoi cùng lộ diện và có những cử chỉ tình tứ khiến dân tình dần dần. Thế nhưng, đáng chú ý chính là khoảnh khắc hiếm hoi Bảo Thi cho con trai lộ mặt trước ống kính. Được biết trước đó, dù con trai đã hơn 1 tuổi nhưng Bảo Thi vẫn không công khai cận diện mạo của cậu bé. Tuy nhiên mới đây nhất, quý tử nhà nữ ca sĩ đã lộ rõ cận khuôn mặt khi đến dự tiệc sinh nhật của con trai Chi Bảo. Vẻ ngoài đáng yêu của bé Victor khiến khán giả trầm trồ. Trong ảnh, Bảo Thi diện cây đồ hiệu, trên tay bế con trai đứng cạnh vợ Chi Bảo. Có thể thấy, sắc vóc của nữ ca sĩ ngày càng trở nên mặn mà, gương mặt đặc biệt lộ vẻ hạnh phúc. Thế nhưng thu hút ánh mắt nhất chính là hình ảnh quý tử nhà công chúa bong bóng. Nhóc tỳ được nhận xét là bản sao thu nhỏ của ông xã. Bảo Thi, Phan Lĩnh khi sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh cùng hai má phồng phình đáng yêu làm người hâm mộ không thể rời mắt. Bên cạnh đó, nhóc tỳ cũng thừa hưởng được làn da trắng như sứ và đôi mắt long lanh to tròn từ mẹ. Bảo Thi khiến ai nhìn thấy cũng phải tan chảy trước sự quá đỗi đáng yêu này. Bảo Thi lên xe hoa vào tháng 11 năm 2019 với ông xã hơn tuổi. Thời điểm đó nhiều bình luận cho rằng cả hai chênh lệch về ngoại hình, không xứng đôi. Đến thời điểm hiện tại, ai cũng trầm trồ khi thấy nữ ca sĩ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng cưng chiều. Hiện tại, Bảo Thi có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc với ông xã Phan Lĩnh. Cặp đôi càng viên mãn hơn sau khi có cậu con trai cưng ra đời. Sự đáng yêu, dễ thương của con trai Bảo Thi khiến khán giả phải suýt xoa.